Thế thì cứ khi nào mà ốm ngán mình ăn cái gì nè, Chắc sau này ấy, thế thì Hà ơi, em vậy. chịu khó luộc rau thôi xong mà ăn cơm không với nước tương mọi anh. Hôm nay lễ cho nên là có dịp chú Hùng với cô Hà xuống chơi cho nên sẽ đãi sushi cho cả nhà. Wow, đây có cả sushi quýt này, sushi hoa quả nữa. Mới nhìn tưởng hai ai ăn quýt xong mà bỏ vô. Đây, đây cho mọi người coi, cái này là cá cá sống nè, rồi chiên nè, pizza sushi có đầy đủ giống như hôm trước. Còn quýt này rồi, rồi mời cả nhà ăn trưa nha, ăn lễ rồi nha. Mời mọi người ăn cải nha, bông cải. Hôm nay bông cải không không được đổi không màu như màu hôm nữa. trước. Hôm trước là bông cải đây, màu, mọi hôm người nay xem bông cải thường không thấy được, đây không bông thấy cải được. trắng. Còn quýt nữa, nhưng mà không muốn thích không ăn quýt, mình thích ăn cam thì sao nhỉ? Giờ đây cam bỏ vô. Anh cho em xin một tờ nè, Juna hỏi Juna thấy máy quay quay chú Hùng với lại Daddy, hỏi không có Juna hả kìa. Thật á? Ừ nè, nó hỏi sao không có Juna hả nè. Đặt máy quay đấy cho Juna. Đây đó Juna nè, nó mọi người thấy không, bây giờ bữa giờ quay cái xong hôm nay quay xong rồi Juna hỏi em, Juna hỏi không có Juna hả nè đó. Rồi đâu dơ lên Juna ăn sushi, đâu dơ lên cho mọi người xem nè. Cái gì đâu? Đúng rồi. Wow, hôm nay chúng ta ăn sushi hả? Yummy. Yummy. Rồi bây giờ mẹ quay. Mẹ quay chị Suka nè, chị Suka là thích ăn sushi lắm. Đó. Rồi, giờ Sumi nè, Sumi cũng giỏi nè. Hôm nay Sumi ăn macaroni cheese nè. À, thấy chưa? Hôm nay Sumi giỏi lắm, Sumi xuống nhà cô Ly là Sumi giỏi lắm, ăn khỏi cần ấy luôn. Sumi chào ông bà cô chú chưa? Chào đi. Con chào ông bà cơ chứ. Giỏi, trời ơi, em xung mì rành chưa? Còn cái cô này chào cái gì nè? Con chào ông bà cô chú. Đúng rồi, giỏi rồi. Em xuống này chào ông bà cô chú đi. Xuống này chào. Giỏi, nó to lên, xuống này cô chú. Rồi ăn đi nha. Lễ nhưng mà vì dịch cho nên là không đi đâu đâu mọi ngon người. Ngon đấy mọi người. Không ngon sẽ được. Ủa, cái mù tạt đâu? Còn đây, 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 nguyên lá đây. Hôm nay chị cho nhiều người ta. Cái rau này là rau gì ạ? Rau này là rau ngò tay á. Nhưng mà mình không ăn được cái ngò tay đó. Không ăn được, vẫn ăn bát ăn. Miếng nước tương. Dạ, nước tương hả? Lấy cái suka kìa. Em đổ hai cái rượu. Đây chị chấm hả? Chị chấm chung. Ngon đấy cả nhà. Tại vì vừa mới làm xong rồi. Anh đi pick up luôn rồi. Rồi, mày nấu. Chị vừa làm xong là chạy vô bếp anh bê đi luôn á. Wow. Có ăn được không? Nó ăn được không? Đây có sushi dành cho những người ăn kiêng á, sushi. Sushi gì? Dưa leo. Dưa leo Lễ là ngày gì chị? Oh, rừng. À hôm nay là lễ Victoria Day nha mọi người, là ngày ngày gì anh chả biết. Cứ nghe Victoria Day thôi. Canada là cứ một tháng có sẽ có một ngày lễ gọi là long weekend. Hầu hết nhỉ? Hầu hết là cứ một tháng. Chủ tháng 2 với tháng mấy á? Bạn biết tháng 2 không có không? Đây. Cái này chín rồi. Cái này có đồ sống không? Cái này là chị thích nhất nè. Pizza, pizza sushi ở dưới chiên giòn lên nè. Ở trên rải cá. Ú, cho mẹ miếng bơ. Cho mẹ miếng bơ. Vớt vớt miếng bơ nó chảy xuống. Ồ, đó cho mọi người xem nè. Có cái nhĩ dưng nè không? Anh bỏ cái bông ra. Nè, bông nó chảy. Hả? Nó chảy. Ừ, nó chảy hả? Ừ, nãy đi. Ôi dạ, bên này còn nhiều nữa nha Hà. Sushi bên này có chờ nè. Ăn đi chứ xong rồi. Mọi người gắt đi, đừng mọi người ngại cái gì. Cái này không ngon. Cá mà đỏ đỏ này là cá tuna đúng không? Ừ, đó là tuna. Cái này sushi này ngon lắm nha. Pizza, pizza ngon. Em thấy chị cái pizza này còn ngon hơn cả pizza ở tiệm á. Trời ơi, con ăn hết rồi hả? Trời ơi, cái gì ta? Cho mình thêm đường lắm. Chú ăn thêm không? Giỏi lắm. Được không? Bà ăn được á. Suka hay giống bên này á. Nó giống chị. Chú có ăn được sushi, sushi không ăn được. Hồi tại hồi chị có bầu nó, chị ôm ngén chị ăn được, chị có ăn cơm trong biển với lại ăn không vậy đó. Cứ khi nào mà ốm ngén mình ăn cái gì nè, chắc vậy. Sau này ấy, thế thì Hà ơi, em chịu khó luộc rau thôi xong mà ăn cơm không với nước tương mọi anh, sau này ra con nó dễ. Anh thì anh không có tiếc gì đâu nhưng mà
Mình làm như vậy sau này con nó dễ đúng không? Dễ cho con. Ừ. Chứ đừng ăn tôm hùm tôm hết các thứ, anh sợ nó hút. Nó bị hút. Hút dư quá. Sau này kén ăn. Tôm hùm nó có mùa ấy mà. Không ăn được cái dạ. Quýt chưa? Anh thử cái quýt xem. Uống cái gì nhỉ? Trứng hả? Đây là có quýt này, có cá cá tuna ấy. Với cả có một miếng bơ mọi người. Ăn thử xem. Nhìn ngon nè. Hôm nay không như không có cái loại dragon chiên chiên gì phải không? Em biết pizza này, quýt cũng cũng được nhưng mà em thấy cái vị nó hơi ngọt mà. Ừ. Chua cũng được nhỉ. Không như mẹ cứ thích ăn thuần đúng là mặn thôi. Em thích nhất là bên trong tôm này, trứng cá hồi này, với cả bơ là ok nhất với pizza. Thời hôm đi ăn sushi 168 nó có pizza nó còn bỏ xoài rồi cho. Đấy cái vị xoài đó là ăn cũng được, ăn cũng được. Cái vị xoài em không thích lắm. Em không thích ngọt. Bởi vì nó phải đa dạng, tại anh thì ăn được, anh thì thích được. Ăn cơ chủ ấy. Nó phù hợp với người kia nha. Yes. If you want to win, then eat all your sushi. Ở Việt Nam bây giờ cũng nhiều tiệm sushi lắm. Open your mouth. Anh biết rằng ăn sushi như mình ăn sushi Việt Nam chưa nhỉ? Nó xong đã nha. Ủa, sushi finish rồi hả con? Giỏi quá vậy, lâu vậy ăn chưa? Ủa, sushi hôm nay ăn nhanh vậy? Món khói khẩu vậy? Món tủ. Món tủ á. Lâu lắm rồi em không cho ăn. Đây mọi người, chưa thì ăn sushi, chiều nay sẽ ăn gỏi cuốn cả nhà mình. Hi, Sư Na đang ăn gì đây? Cucumber. Ăn đi con, ăn đi. Rồi ăn nha, ăn đi. Suga ăn ngon, phải quay không? Cô buổi sáng mình nhìn có biết là mình ăn sushi không? Đó, chưa ăn sushi, chiều ăn gỏi cuốn đó. Ủa mình là mẹ sẽ dán cái video ăn sushi. Ừ, mẹ sẽ dán vô. Dán vô trong video này. Chào mấy chú nè. Xin mời anh mẹ xin ăn. Cái gì con cũng đòi ăn giống như là con đói vậy đó. Sao mà không, sao mày cho, sao mà ăn, sao mà không chịu ăn. Đây, mời mọi người nha, Cool Light Beer. Bây giờ là dân bận. Con nhà chỉ nghe ăn cuốn thôi. Sáng sushi, chiều ăn cuốn. Cuốn rượu thuốc bắc. Rượu thuốc bắc. Rượu thuốc bắc. Canada này công nhận người ta uống ghê, là uống toàn uống ly không à? Thà uống cốc không à? Đây, rượu thuốc bắc đây mọi người. Rồi con qua kia ngồi đi. Anh ngồi đợi đi con. Đói bụng quá hả Suka, Suka đói bụng quá. Con đã có ấy chưa, con đã có phiếu chưa? Lấy cái phiếu ở góc. Em cũng lấy phiếu cho em rồi của em. Đây mọi người, đây là hình ảnh người đàn ông của gia đình. Sau khi ăn xong thì bình thường khi mà chú Hùng với lại cô Hà xuống nhà mình chơi á, ăn xong là chú Hùng là người rửa chén. Hùng dành á. Chú Hùng dành rửa chén. Nhưng mà hôm nay á, muộn rồi, ăn xong là muộn rồi mọi người, cho nên á là để cho gia đình về trước 9 giờ, giờ giới nghiêm là 9 giờ để cho gia đình về trước. Anh Quốc thì lãnh cái vụ rửa chén. Thôi cũng được. Ê, mình nấu ăn không giỏi thôi. Dành phần rửa chén cho nó nhẹ. Dành phần rửa chén. Khỏi suy nghĩ, khỏi cân đo đong đếm để cho việc đó cho phụ nữ. Thôi. Đàn ông làm những việc nặng nhọc một xíu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhà mình nha. Chúc mọi người có một ngày lễ, ngày mai là ngày lễ. Rồi chúc mọi người có một ngày lễ thật là vui, một cuối tuần hoặc là ý nghĩa bên gia đình và người thân bạn bè. Bye bye. Nhớ ủng hộ kênh Lê Family nha mọi người. Nói mà nói vấp nữa, quảng cáo mà còn quảng cáo vấp nữa thì làm sao?
lại cái nè, cho Lê cáo vậy mới chân thành. Nha mọi người nha, nhớ tiếp tục ủng hộ Lê Family nha. Nhớ coi quốc định nha, quốc định nhắn rất là sạch. Bye. Rồi, bye, cảm ơn mọi người. Xin chào bye. Xin chào bye. Xin chào bye bye. Xin chào bye bye đi. Nhà anh xin chào bye bye. Sao vậy, sao mặt tôi này khủng xị vậy? Ăn xong rồi là hai chị em ngồi chơi nè. Suna ơi, Suna thích chơi với Sumi không? Sumi về rồi, Suna buồn không? Mai giờ cuối tuần rồi, kêu Sumi xuống chơi với Suna nữa nha. Rồi bây giờ Suna chào mọi người nè, hai chị em chào nha. Con chào mọi người. Con tạm biệt. Con tạm biệt mọi người. Rồi em Suna nè, em Suna. Trong ngày lễ đẹp. Suna say bye bye. Bye bye. Không nhớ.